Xin chào tất cả các em. Bây giờ cô sẽ cùng với các em đi trả lời câu hỏi số 1, trang 41, sách giáo khoa toán 8 tập 1. Ở câu hỏi số 1, cho hai phân thức 2/6 x bình yz và 5/4 x y mũ 3 thì có thể chọn mẫu chung là 12 x bình y mũ 3 z hoặc 24 x mũ 3 y mũ 4 z hay không? Nếu được thì mẫu nào là mẫu chung đơn giản hơn? Thì ở đây đối với câu hỏi số 1 thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi kiểm tra xem ở đây là mẫu chung là 12 x bình y mũ 3 z hay là 34 x mũ 3 y mũ 4 z. Thì ở đây các em có thể nhận thấy này, 12 x bình y mũ 3 z của chúng ta thì sẽ chia hết cho 6 x bình y z, đúng không em? Và 12 x bình y mũ 3 z cũng sẽ chia hết cho 4 x y mũ 3. Và tương tự như vậy thì 24 x mũ 3 y mũ 4 z thì cũng chia hết cho 6 x bình y z và 4 x y mũ 3. Vậy thì ở đây chúng ta có thể chọn mẫu số chung ở đây chính là 12 x bình y mũ 3 z hoặc 24 x mũ 3 y mũ 4 z. Và trong hai mẫu chung đó thì các em nhận thấy được là mẫu chung 12 x bình y mũ 3 z của chúng ta là mẫu đơn giản hơn. Vậy ở đây các em sẽ lập luận như sau. Chúng ta có này, đó là 12 x bình y mũ 3 z thì chia hết cho ở đây là 6 x bình y z và 4 x y mũ 3, đúng chưa? Tương tự như vậy thì 24 x mũ 3 y mũ 4 z thì cũng chia hết cho 6 x bình y z và 4 x y mũ 3. Vì sao ở đây cô lại nói chia hết? Bởi vì khi các em lấy 12 x bình y z đem chia cho 6 x bình y z, ở đây nhá, cô là sẽ làm mẫu một cái này. Thì em thấy 12 của chúng ta chia hết cho 6, đúng không? X bình chia hết cho x bình, y mũ 3 chia cho y, chúng ta được y bình, và z chúng ta lại chia hết cho z. Vậy thì ở đây các em nhận thấy được là hai mẫu chung này thì là đều chia hết cho hai mẫu của phân thức của chúng ta. Vậy thì từ đây các em có thể kết luận là do đó thì chúng ta có thể chọn, đó là 12 x bình y mũ 3 z hoặc đó là 24 x mũ 3 y mũ 4 z làm mẫu thức chung. Và trong hai mẫu thức đó thì lúc này mẫu thức chung ở đây đó là 12 x bình y mũ 3 z thì đơn giản hơn. Rồi, vậy là đến đây thì cô đã cùng với các em trả lời xong câu hỏi số 1, trang 41, sách giáo khoa toán 8 tập 1.